Chào mừng các em học sinh trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản đến với bài giảng điện tử ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu bài mới, chúng ta sẽ ôn tập lại kiến thức về công cơ học. Một nhỏ, khi nào một lực sinh công? Khi một lực tác dụng vào vật, vật dịch chuyển theo phương không vuông góc với phương của lực, thì lực đó sinh công. Công của lực phụ thuộc vào độ lớn lực tác dụng vào vật và độ dài quãng đường vật dịch chuyển. Công thức tính công, đơn vị của công. A bằng F nhân S. Trong đó, A là công thực hiện, đơn vị là Joule. F là lực tác dụng vào vật, đơn vị là Newton. S là quãng đường vật dịch chuyển dưới tác dụng của lực, đơn vị là mét. Đơn vị của công là Joule, ký hiệu J. Ngoài ra, ta có kilojoule, ký hiệu KJ. 1 kilojoule bằng 1.000 Joule. Ở lớp 6, các em đã biết, muốn đưa một vật nặng lên cao, người ta có thể kéo trực tiếp hoặc sử dụng các máy cơ đơn giản. Các máy cơ đơn giản ở đây gồm có ròng rọc, đòn bẩy, mặt phẳng nghiêng. Ròng rọc thì có ròng rọc cố định và ròng rọc động. Khi sử dụng máy cơ đơn giản, ta có lợi về lực. Nhưng liệu có thể cho ta lợi về công hay không? Thì bài hôm nay sẽ giúp các em trả lời câu hỏi trên. Chúng ta vào bài định luật về công. Thí nghiệm. Ta hãy quan sát lại hình ảnh mô tả thí nghiệm của sách giáo khoa trang 49. Móc lực kế vào quả nặng G, rồi kéo từ từ theo phương thẳng đứng lên một đoạn S1. Lực nâng F1 của tay có độ lớn bằng trọng lượng B của vật nặng. Đọc chỉ số lực kế F1 và độ dài quãng đường vượt đi được S1 của lực kế, rồi ghi vào bảng kết quả thí nghiệm. Và đã có kết quả như sau. S1 là 2cm, 0,02m. F1 là 1,5N. Thí nghiệm thứ hai, dùng ròng rọc động để kéo một vật nặng G lên cùng một quãng đường S1. Một cách từ từ, lực nâng F2 của tay có độ lớn bằng số chỉ của lực kế. Đọc số chỉ của lực kế F2 và độ dài quãng đường đi được S2 của lực kế, rồi ghi vào bảng kết quả thí nghiệm. S2 bằng 4cm, 0,04m, F2 bằng 0,75N. Bảng kết quả thí nghiệm. Dựa vào bảng kết quả thí nghiệm, các em hãy trả lời các câu hỏi C1, C2, C3 và C4. C1. So sánh hai lực F1 và F2. Dựa vào bảng kết quả thí nghiệm, ta thấy F1 bằng 1,5N, F2 bằng 0,75N. Có nghĩa là F2 bằng 1/2 F1. C2. So sánh hai quãng đường S1 và S2. Tương tự, ta có S2 bằng 2 lần S1. C3. So sánh công của lực F1 và công của lực F2, tức là A1 và A2. Dựa vào bảng số liệu, ta thấy A1 và A2 có kết quả giống nhau, tức là A1 bằng A2. C4. Dựa vào các câu trả lời trên, hãy chọn từ thích hợp cho các ô trống của kết luận sau. Dùng ròng rọc động, ta được lợi 2 lần về lực thì thiệt 2 lần về đường đi. Có nghĩa là không được lợi gì về công. Dựa vào thí nghiệm và các câu trả lời ở C1 đến C4, chúng ta sang phần 2 la mã, định luật về công. Kết luận trên không chỉ đúng cho ròng rọc động, mà còn đúng cho mọi máy cơ đơn giản khác. Do đó, ta có kết luận tổng quát sau đây, gọi là định luật công. Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại. Chúng ta tìm hiểu xong bài định luật về công. Bây giờ chúng ta sang phần 3 la mã, vận dụng. C5. Kéo một thùng hàng, mỗi thùng hàng nặng 500N lên một sàn ô tô cách mặt đất 1m bằng tấm ván dài đặt nghiêng, ma sát không đáng kể. Thùng thứ nhất dùng tấm ván dài 4m, thùng thứ hai dùng tấm ván dài 2m.
Ta có hình minh họa kế bên. Hỏi, trong trường hợp nào ta kéo với lực kéo nhỏ hơn và nhỏ hơn bao nhiêu lần? Thì dễ dàng ta nhìn thấy, ở tấm ván thứ nhất có độ dài lớn hơn tấm ván thứ hai. Vậy theo định luật về công, ta sẽ được lợi về lực khi dùng tấm ván thứ nhất. Và tấm ván thứ nhất dài gấp 2 lần tấm ván thứ hai, nghĩa là lực sẽ nhỏ hơn lực kéo khi ta dùng tấm ván thứ hai 2 lần. Tương tự, câu B, trường hợp nào tốn công nhiều hơn? Thì ta đã thấy rồi, ngay phía trên luôn. Định luật công, không mấy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Vậy, cả hai trường hợp, công không thay đổi. Có nghĩa là công cả hai trường hợp đều là như nhau. Câu C, tìm công của lực kéo thùng hàng theo mặt phẳng nghiêng lên sàn ô tô. Công của lực kéo thùng hàng theo mặt phẳng nghiêng lên sàn ô tô cũng chính là công kéo thùng hàng theo phương thẳng đứng. Vậy ta có công thức tính công A bằng F nhân S và bằng B nhân H. Thay số vào, ta có 500 nhân 1 bằng 500 joule. Ta tiếp tục sang câu C6. Để đưa một vật có trọng lượng 420 N lên cao theo phương thẳng đứng bằng ròng rộc động, người ta phải kéo đầu dây đi một đoạn là 8 m. Bổ qua ma sát. Câu A, tính lực kéo và độ cao đưa vật lên. Câu B, tính công nâng vật. Thì ở lớp 6 ta đã được học, lực kéo khi kéo vật qua ròng rộc động sẽ có độ lớn bằng một nửa trọng lượng của vật. Vậy lực kéo vật bằng ròng rộc động F bằng 1/2B, 420 chia 2 bằng 210 N. Và ta có độ cao vật lên bằng ròng rộc động như sau. H bằng 1/2S bằng 8 chia 2 bằng 4 m. Công nâng vật bằng ròng rộc động thì ta dùng công thức A bằng F nhân S bằng B nhân H bằng 420 nhân cho 4 bằng 1680 J. Chúng ta vừa hoàn thành bài định luật về công. Sau đây là một số bài tập về nhà. Hướng dẫn tự học ở nhà. Các em xem lại bài giảng, coi lại bài tập vận dụng, luyện tập bằng cách làm bài tập về nhà, xem trước bài công suất.